Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 24, viết, nghe viết, chiếc rễ đa tròn. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 106. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau quan sát và đọc thầm đoạn văn sau. Đây là một đoạn văn, đoạn 3 trong bài tập đọc Chiếc rễ đa tròn mà các em đã được học ở tiết tập đọc trước đấy. Bây giờ các em hãy quan sát và lắng nghe cô giáo đọc mẫu nhé. Chiếc rễ đa tròn. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con, có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, em nào cũng thích chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu đoạn văn. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn văn nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình đọc thầm lại đoạn văn và cho cô giáo biết sau nhiều năm thì chiếc rễ đã như thế nào? Đáp án của cô như sau. Sau nhiều năm, chiếc rễ đa tròn đã lớn và thành cây đa con, có vòng lá tròn. Cho cô biết, thiếu nhi vào thăm vườn bác, các em thích nhất điều gì? Chúng ta hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, các em nào cũng thích chui qua chui lại vòng lá ấy. Vậy, khi chúng ta thấy lúc cây đã lớn, thì mọi người đã hiểu ra điều gì? Lúc cây đã lớn, thì mọi người đã hiểu ra rằng vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như vậy? Qua nội dung của đoạn thứ 3 trong bài Chiếc rễ đa tròn, mình đã hiểu được tình cảm của bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam. Đó là bác đã trồng chiếc cây thành một hình vòng tròn, chiếc rễ đa thành hình vòng tròn để cho các em thiếu nhi sau này vào thăm vườn bác thì có chỗ để chơi đấy. Quan sát bài và cho cô giáo biết trong bài những chữ nào được viết hoa. Đáp án của cô là chữ đầu của tên đầu bài và chữ đầu câu được viết hoa, vì đó là những chữ đầu câu đầu đoạn. Đó là chữ chiếc, chữ nhiều, chữ thiếu, chữ bác, chữ lúc. Ở đây chữ bác được viết hoa vì là nhắc đến tên riêng của bác. Bây giờ để các em có thể luyện viết tốt, cô và các em sẽ cùng nhau luyện viết một số tiếng từ khó dễ nhầm lẫn. Cô mời các em lấy bảng con, chúng mình cùng nhau luyện viết nhé. Từ đầu tiên đó là từ năm. Các em viết cho cô năm. Khi viết chúng mình viết là N. Năm. Tiếp theo đó là từ vòng lá tròn. Tiếng lá chúng ta viết là L. Và chữ tròn chúng ta viết là Tr. Vòng lá tròn. Tiếp tục, viết cho cô từ trồng. Lưu ý, chúng ta viết là chờ. Tiếp theo, các em viết cho cô từ sau, chiếc. Khi viết chữ này, các em lưu ý là chúng ta viết là chờ. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau luyện viết một số từ khó rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Năm, vòng lá tròn, trồng, chiếc. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết bài vào vở nhé.
Trước khi viết, các em cần lưu ý tư thế ngồi viết, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách xa vở 25-30 cm. Tay phải cầm bút, tay trái giữ mép vở, chân để song song, thoải mái. Khi viết, các em lưu ý là chúng ta viết khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là bằng một con chữ O. Và lưu ý cách để dấu thanh, chúng ta sẽ để ở vị trí âm chính. Bây giờ cô mời các em hãy viết cho cô giáo chữ tiếng Việt vào giữa vở, cách 4 ô. Tiếng Việt. Sau đó xuống dòng, các em cách cho cô giáo 2 ô, viết, nghe, viết. Nghe, viết, hai chấm, chiếc, rễ, đa, tròn. Chiếc, rễ, đa, tròn. Chiếc, rễ, đa, tròn. Chúng ta cùng nhau viết bài nhé. Xuống dòng, các em lùi vào một ô so với lề vở. Nhiều năm sau. Nhiều năm sau. Nhiều năm sau. Phẩy. Chiếc rễ đã lớn. Chiếc rễ đã lớn. Chiếc rễ đã lớn. Chiếc rễ đã lớn. Và thành cây đa con. 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 Có vòng lá tròn. Có vòng lá tròn. Có vòng lá tròn. Có vòng lá tròn. Chấm. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Vào thăm vườn bác. Vào thăm. Vào thăm. Vườn bác. Chữ bác chúng ta viết hoa. Vào thăm vườn bác. Phẩy. Vào thăm vườn bác. Phẩy. Em nào cũng thích. Em nào cũng thích. Em nào cũng thích. Chơi trò. Chơi trò. Chơi trò. Chui qua chui lại. Chui qua chui lại.
chui qua, chui lại vòng lá ấy. Vòng lá ấy. Chấm. Lúc đó. Lúc đó. Phẩy. Lúc đó. Phẩy. Mọi người mới hiểu. Mọi người mới hiểu. Mọi người mới hiểu. Mọi người mới hiểu. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Bác cho chồng. Bác cho chồng. Bác cho chồng. Bác cho chồng. Chiếc rễ đa. Chiếc rễ đa. Chiếc rễ đa. Chiếc rễ đa. Thành hình tròn như thế. 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 Chấm hết. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc để chúng ta viết nội dung của bài viết. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại để soát lỗi nhé. Các em nghe cô đọc và soát lỗi nào. Chiếc rễ đa tròn. Nhiều năm sau, phẩy, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con có vòng lá tròn. Chấm. Thiếu nhi vào thăm vườn bác. Phẩy. Em nào cũng thích chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. Chấm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài tập nhé. Bài tập đầu tiên yêu cầu như sau. Viết vào vở tên của hai nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam. Các em ạ, trong chủ điểm tuần rồi chúng ta học đó là nói về con người Việt Nam thì có nhân vật đó là nhân vật Mai An Tiêm và nhân vật Trần Quốc Toản đấy. Chúng ta hãy viết tên hai nhân vật này vào vở ô ly nhé. Nhân vật đầu tiên đó là nhân vật Mai An Tiêm. Và nhân vật thứ hai đây chúng ta quan sát ở bức tranh này là nhân vật Trần Quốc Toản. Mai An Tiêm là một chàng trai rất kiên trì, kiên cường và có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ. Còn Trần Quốc Toản là một thanh niên nhỏ tuổi nhưng có tấm lòng yêu nước, căm thù giặc. Các em lưu ý khi viết tên, chúng ta viết tên phải viết hoa tất cả họ và tên của nhân vật đó. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết tên của hai nhân vật này vào vở nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập nhé. Bài tập 3 ý A yêu cầu như sau. Tìm từ ngữ có tiếng chứa yêu hoặc ưu. Các em hãy quan sát các bức tranh và tìm từ ngữ tương ứng với các bức tranh đó sao cho trong từ ngữ đó có tiếng chứa vần yêu hoặc vần ưu nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Bức tranh thứ nhất, chúng mình thấy hình ảnh gì? À,
Trong bức tranh thứ nhất, chúng mình thấy đó là hình ảnh xe cứu thương đấy. Xe cứu thương là một từ, và từ trong từ này thì tiếng cứu có chứa phần ưu. Còn tranh thứ hai đó là con cừu, tiếng cừu có chứa phần ưu. Còn bức tranh thứ ba là hình ảnh mẹ đựu em bé, đây là cái đựu đấy, tiếng đựu có chứa phần yêu. Như vậy, qua bài tập số 3 ý A, các em đã được phân biệt vần yêu và vần ưu. Chúng ta cùng nhau làm tiếp bài tập 3 ý B nhé. Chọn im hoặc im thay cho ô vuông. Ở từ thứ nhất, đó là từ đàn chim, thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn vần im thay cho ô vuông, đó là đàn chim. Quả hồng xiêm, thì ở vị trí này chúng ta sẽ đặt là vần im. Tiếp theo là từ đứng nghiêm, chúng ta sẽ lựa chọn vần im. Màu tím, chúng ta sẽ lựa chọn là vần im để chúng ta điền vào ô trống. Như vậy, qua bài tập 3 ý B giúp chúng mình củng cố về cách phân biệt vần im và vần im đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.